Thưa quý vị, thời gian qua, một số khối lớp đã trở lại trường học trực tiếp. Bên cạnh việc đảm bảo công tác phòng chống COVID-19 trong nhà trường, thì việc ôn tập củng cố kiến thức cho học sinh, tiếp tục công tác giảng dạy cho những học sinh chưa thể đến trường được ngành giáo dục thành phố Đà Nẵng linh hoạt, chủ động triển khai. Trở lại trường học, sau một thời gian dài học trực tuyến, học sinh các khối lớp bậc trung học phổ thông, học sinh lớp 8, 9 bậc trung học cơ sở đã bắt đầu lấy lại nhịp học tập. Trong thời gian đầu trở lại trường, học sinh tất cả các khối lớp được ôn tập, củng cố lại kiến thức cũ trước khi bắt đầu học những kiến thức mới, đặc biệt ở các lớp cuối cấp. Trực tuyến thì có những cái khó. Thì hiện nay là nhà trường đã có cái phương án là sau khi các em học trực tiếp lại thì nhà trường sẽ xây dựng một cái kế hoạch là phụ đạo cho đặc biệt là các khối 12 để các em có một kiến thức nhằm chuẩn bị cho cái thi tốt nghiệp sắp tới. Và như vậy là nhà trường đã phân tất cả những giáo viên bộ môn là sau khi ấy xong đi học lại thì dành một khoảng thời gian để chuẩn bị ôn tập kỹ. Tuy đã được trở lại trường học trực tiếp từ đầu tuần này, nhưng tỷ lệ đến trường của học sinh khối lớp 1 của thành phố vẫn chưa cao. Ngoài lý do học sinh đang ở khu vực phong tỏa, cách ly y tế, ở tỉnh ngoài chưa thể trở về, vùng cấp độ, mức độ 3, một số học sinh vắng mặt do phụ huynh chưa an tâm cho con đến trường. Tuy rất khó để giáo viên chủ nhiệm lớp 1 có thể vừa tiến hành dạy trực tiếp và trực tuyến, nhưng các trường tiểu học vẫn lên phương án để đảm bảo kiến thức cho những học sinh chưa thể đến trường. Thì chúng tôi đã giao cho giáo viên chủ nhiệm sẽ tương tác trực tiếp, trao đổi trực tiếp với từng phụ huynh để có những cái biện pháp tốt nhất đến hỗ trợ kiến thức cho các em. Có thể là chúng tôi gửi bài qua trang Zalo, qua nhóm lớp, hoặc là chúng tôi sẽ gửi bài photo đến nếu các em nằm trong khu vực phong tỏa cũng như cách ly để các em có thể là trực tiếp được kiến thức được đấy. Và những em nào không hiểu thì giáo viên sẽ tương tác trực tiếp với phụ huynh. Nhà trường cũng truyền thông vận động phụ huynh là cho các em đến trường trực tiếp. Mà nếu nhiều phụ huynh mà còn lo lắng thì sẽ liên hệ với giáo viên chủ nhiệm để hỗ trợ về kiến thức cho các em. Song song với các khối lớp đã được đến trường học trực tiếp, việc học trực tuyến vẫn được diễn ra song song ở các khối lớp còn lại. Các trường trung học cơ sở bố trí thời khóa biểu hợp lý để giáo viên có thể vừa dạy học trực tiếp cho khối lớp 8-9, vừa dạy học trực tuyến cho học sinh khối 6-7. Ở những địa phương chưa thể tiến hành dạy học trực tiếp do cấp độ dịch, công tác dạy học trực tuyến được tiếp tục triển khai để việc học của học sinh không bị gián đoạn.